bắt ở sông Su Phú Thái ở chợ cá này sạch nơi tì tăng nào đấy bố ạ. Cá này nấu tia sấy hù tia Sợ. sấy chả cá y tiền thường hao Bạn bà thầy chả cá này thay tôm đòi buộc tôm mà nè bố. bà Bà thầy chọn gì thầy kịch chập gì cá đam máu là hồ đò là nó cứ mê dạ bên mà nè bố. thì chả cá này nhom đam tăng thì ngày bảy khai bằng bảy pi quan mà phải mùi đò dụ cá màu đò ngày nấy ngày đọc pi khai muối pi quan mà phải bảy viên miên đôi chìa đọc bấm bơm khai bấm bốn ngay hồ Chàng đọc bà bằng phần khai như thế đọc phần khai buồn ngay à, lấy khinh vi khinh tha vì pu chiên pu như mày này mày này tha vì thông chiên mà cha tia này bà thấy chè ca nắng chập đam đam hay nắng to bộ quan tắc đâu giờ khăn nào đại vũ ồ đây lục hủ căng bà đủ anh bà chăng phở bộ chập quan quát năng chăng cứ mình này tha chập tăng bị đam máu cứ phở phở tam bộ quan y âm sạch sạch này bà nàng ngày hay ca thay tom bị môn mà đò lại nắng pu mình là rõm tha vì bình chất rồi coi dạng mạch đấy tiệt tuôn thì năng cả thay to màu bạn đó phần năng tam bài bì dạng vụ bà ê pin 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 nhai tay chọn bạn nó khăng dừng nó chọn chậm bạn và hai khủ chậm hai là hai là cứu nó chọn bạn và hai khủ một khi đến khủ đo lại và bà hai vụ miền xa ấy đồng bay từ từ lục khu nhớ lục khu dỗ chân cán ờ bà nó ngay xong group đó là khủ vua đang là khủ chui chui ao dụ ba lao ấy dằng mấy tiết thử ca phở ấy trong ban tiền nó bảo ban phải hai bảo khủ và ở con phú hay bà nơi sông chơi nhà tia sơn à từ từ biệt chơi cá bỏ phú để nơi khang bị tì sấy chơi cá ní để bán đam nâng tầm lại đòi cầm càng gì chỉ thòm chia chơi hay cúi cúi mấy ở bắt cái điệp và hay nơi khăn nắng cứ khinh tha ca lúc lo về cứ bà hai cái này về miền cái tọt nia tít tuổi để khơi nơi khăn nóng từ từ biệt nỉ xe bạn đai cụ thu mà đai mà lên cho cá đi nâng ngày đam thật đam hơi màu à hehehe quạt qua nhóm đi đai nhóm mạnh nè đang cũng nứt tẹt tôm môn gì ok chàng ở con bù ở con á.